Người đàn ông này lấy thuốc súng từ viên đạn rồi sát vào vết thương, sau đó châm lửa đốt khiến xương cốt đau đớn tột cùng. Ai cũng tưởng là thằng khùng nhưng thực ra anh ta lại là lính đặc chủng xuất sắc nhất của lực lượng gìn giữ hòa bình, định sống một cuộc đời êm ả nên đã mở một quán phở ở quê. Ấy thế mà mấy thằng phê ma túy lại chẳng để cho anh yên, đã ngang nhiên bắt cóc bình rượu mơ ngây thơ vô số tội. Không những thế, anh chàng này còn phát hiện ra tên trùng khủng bố còn chính là kẻ đã sát hại người vợ quá cố của mình năm xưa. Vậy anh chàng này đáng sợ đến mức nào? Hành trình báo thù ra sao thì mời các bạn đón xem một siêu phẩm khiến khán giả đập nát rạp chiếu phim để vào xem, mang tên Băng qua hỏa tuyến nhé. Anh chàng này là Đại Trung, một xạ thủ bắn tỉa đẳng cấp nhất thế giới và đồng thời là đội trưởng của lực lượng gìn giữ hòa bình tại Đông Nam Á. Trải qua hàng ngàn trận chiến, Đại Trung đã khiến không biết bao tên khủng bố phải khốn khổ vì chẳng có chỗ chôn thay. Chính vì vậy, trên cơ thể của anh cũng bị lấp đầy bởi chi chít những vết thương. Ai cũng tưởng rằng Đại Trung chỉ biết bắn súng tầm xa, nhưng kể cả súng ngắn tầm gần anh cũng tinh thông. Không những thế, xuất thân từ lò võ của Thiếu Lâm, Đại Trung còn có nắm đấm vô cùng uy lực, vậy nên anh có thể thách thức mọi đối thủ và củ hành bất cứ tên tội phạm khét tiếng nào. Ngày hôm nay, anh cùng với biệt đội của mình được tổ chức giao cho nhiệm vụ bảo vệ một nguyên thủ, đó là ông chú bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường của Thái Lọ đang ký kết hợp đồng đòi lại mảnh đất mà tên trùm buôn ma túy đã thuê đất ở Tam Giác Vàng. Khi hai đại ca đang nâng ly chúc mừng hợp tác thành công thì không ngờ một nữ nhân viên phục vụ lại định móc súng ra ám sát. Phát hiện ra điều này, cô nàng Lisa liền ra tay đại khai sát giới, thì ra là bọn khủng bố đã cài mai phục. Ngay sau đó có mấy thằng từ bên ngoài xông vào, chẳng nói lời nào, cả đội phối hợp vô cùng ăn ý đi những viên cộng đồng ngọt lịm. Bỗng dưng tim anh chàng A Hổ đập không ngừng, thì ra mắt anh ta đang trợn trừng nhìn vào cô nàng Lisa có tâm hồn cao cả. Đại Trung ở ngoài cảnh giới đã phát hiện ra mấy chục thằng tiếp viện đang lao tới. Để bảo vệ an toàn cho cả đội, anh lệnh cho mọi người mau chóng đưa bộ trưởng rút lui. Với tài bắn tỉa của mình, Đại Trung chỉ cần dùng một viên là tiễn một thằng sang miền Tây Thiên cực nhọc. Cùng lúc đó, chị đẹp Lisa cùng ba anh em xông ra ngoài đi một đường toàn máu. Mấy ông cháu xông vào tới đâu là bị đạn găm vào đầu tới đó, không có khó để hạ bọn này. Tuy nhiên khi cả đội định rời đi thì Đại Trung liền ngăn lại. Quả không sai, vẫn còn vài thằng móc lốc cửa sau nên phải mau chóng dọn đường. Không hề nương tay, bốn anh em cùng với Đại Trung đã cho bọn chúng mỗi thằng vài viên, nhưng lũ điên này quá đông nên không ai dám lơ là cảnh giác. Ở bên trong, một cô nàng chân đi chữ bát dứt khoát là sát thủ đang vác súng ngắm lên tầng 2 mà ở phía ngoài không ai biết điều này. Ngay lập tức, ả ta dương nòng liền tìm kiếm mục tiêu, tên bang chủ của bang đảng buôn mai thúy là người bị dí đầu tiên. Tuy nhiên mục đích của cô ta phải hạ được cả tay bộ trưởng bộ an hại, à nhầm, bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường. Nhận thấy có kẻ đang làm anh hùng núp, Đại Trung liền phóng thức ngắm để tìm kiếm, tuy nhiên chưa thể phát hiện ra vị trí ẩn nấp. Lập tức anh lệnh cho thằng đệ A Hổ lao ra làm mồi nhử. Quả nhiên tay bắn tỉa dính kế liền bóc cò lên tọi truy sát con mồi. Nhờ tiếng súng và đường đạn, Đại Trung đã tìm ra kẻ thủ ác. Để tiện ra tay, anh liền thay đổi vị trí, sau đó ngắm thật chuẩn rồi nổ súng. Ấy vậy mà ả ta nhanh như cách người yêu cũ trở mặt đã né được. Biết rằng mình đã gặp phải một tay súng cừ khôi, nữ sát thủ cũng lập tức tìm kiếm và đã phát hiện ra mục tiêu. Tuy nhiên Đại Trung đã nổ súng trước nên viên đạn của anh đã găm trúng trán cho ả ta về thăm nhà vào ngày rằm vào mùng 1. Thấy đã an toàn, anh lập tức lệnh cho cả đội mau chóng ra đường cướp xe để đánh bài chuồn là thượng sách. Tưởng rằng ngon ăn, ai dè mấy thằng phía sau vẫn dai hơn cả đĩa đói, lập tức bám theo. Đại Trung ở trên núi thấy vậy bắn một sợi dây cáp sang quả đồi phía đối diện, sau đó một tay đu dây, một tay cầm súng liên hồi rồi nhảy thẳng vào thùng xe một cách ảo ma Lazada. Mặc dù A Hổ đã tăng ga đá số lặng lách đánh võng các kiểu con đà điểu, nhưng đối phương cũng toàn là dân tổ nên chẳng thể nào cắt đuôi. Hơn nữa bọn chúng còn có súng máy trên nóc nên tấn công không khác gì vũ bão. Tuy nhiên đường tình thì anh thua chứ đường đua thì Đại Trung chép hết. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia giao thông ở Việt Nam, để che chở bộ trưởng được an toàn, anh lệnh cho A Hổ là người đang cầm lái chiếc xe của mình phía đầu áp sát xe đối phương. Nhân cơ hội tiếp cận ở cự ly gần, Đại Trung khuyến mãi cho bọn chúng một quả lựu chơi chơi. Với tài thiện xạ của mình, anh còn cho thằng cầm súng máy ở xe thứ hai cũng phải chịu cùng số phận. Để thêm phần hưng phấn, anh lại lệnh cho A Hổ vít ga tăng tốc rồi tạt sang ngang phang cho đối thủ lộn vài vòng bốc cháy. Đúng lúc này, một thằng trên chiếc xe thứ ba lôi quả rocket 1 giờ ra bắn nhưng may thay hai xe đều né được. A cay con chim cú, Đại Trung bảo A Hổ quay xe nhanh hơn cả anh Hải rồi đi giật lùi đối đầu với con chiến mã chạy bằng xăng của kẻ địch. Sau đó anh lôi khẩu súng ngắm của mình ra nín thở bóc cò làm cái bò một phát xuyên kính hạ gục thằng cầm vô lăng, rồi bao nước thêm một viên vào bình xăng cho chúng thành món nướng bóng đêm. Nhận được tin kế hoạch ám sát thất bại, cộng thêm con vợ chưa cưới là ả ma nữ bán tỉa đã đi theo tiếng gọi của Diêm Vương, tên trùng khổng bố Sang Long vô cùng tức giận và thề sẽ báo thù rửa hận nếu không sẽ chẳng làm người. Ở phía bên kia, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cả đội liền rủ nhau đi làm vài chầu karaoke. Những anh em khác thì rất phê nhưng Đại Trung thì lại cá chê vì anh đang mong được về nhà với vợ và cô con gái. Trong lúc đi đáy, Đại Trung phát hiện ra có kẻ khả nghi, thì ra đó là lũ đàn em mà tên trùng Sang Long cử đến để báo thù. Dù có súng trong tay nhưng thằng này xem chừng chẳng phải đối, một thằng đang ẻ lao ra tung đầu gối nhưng anh liền né được. Trong không gian hẹp, Đại Trung xử đẹp hai thằng này, tay anh không khác gì cái chày dã cho bọn này tới bến. Sau đó Đại Trung bẻ tay cứ gọi là răng rắc như cánh củi khô. Thấy bọn chúng vẫn cố gắng đứng dậy, anh nhặt súng bắn cho chúng đi chầu Diêm Vương. Ở phía phòng hát, một tên sát thủ quăng quả lựu vào trong.
A Hổ phát hiện ra liền lấy chậu đựng đá chụp lại, tuy nhiên sức công phá quá lớn khiến anh ta đành phải sang thế giới bên kia. Biết rằng có kẻ mai phục, hai anh chàng còn lại là Trương Thuần và Trương Thành đã chủ động xông ra tấn công, không hổ danh là những tay súng hàng đầu. Mặc dù đang đau khổ trước cái chết của đồng đội, nhưng hai người vẫn phối hợp vô cùng ăn ý để hạ ngay mấy thằng phía ngoài. Không thể ở lại đây lâu và biết rằng rất có thể bọn sát thủ đã mai phục ở phía dưới, Trương Thuần và Trương Thành đánh đưa bộ trưởng đi theo lối sân thượng để tìm đường thoát thân. Lisa thì cay cú dù đã chung quyết chiến với bọn này, tuy nhiên họ không biết rằng Giang Long đã cục kích sẵn ở phía trên. Khi đang chạy sang tòa nhà kế bên thì bất ngờ Trương Thuần bị bắn tỉa trúng vào cổ. Trương Thành quay lại giải cứu định lôi đồng đội vào chỗ ẩn nấp nhưng cũng phải chịu chung số phận. Hắn ta ra tay mà không hề thương tiếc. Nghe thấy tiếng súng, Đại Trung và Lisa liền chạy lên. Tuy nhiên nếu ló đầu ra là sẽ bị bắn cho nát gáo. Để chị đẹp giải cứu cho hai anh chàng, Đại Trung liều mình làm hình nhân thế mạng lao ra đánh lạc hướng Giang Long. Anh dùng súng lục tấn công nhưng tầm bắn ở quá xa nên chẳng thể nào trúng được. Tuy nhiên Đại Trung được cái di chuyển rất nhanh khiến Giang Long phải bó tay chấm con. Hắn ta nhận ra đây là khổ nhục kế nên liền chuyển thức ngắm sang cô nàng Lisa. Bị một phát trúng vào bộ loa, chị đẹp lăn quay ra đất, mất cả chỉ lẫn chài khiến Đại Trung vô cùng căm phẫn. Bộ trưởng mặt đần ra vì sợ hãi nên liền bỏ chạy thoát thân. Đại Trung thấy vậy thì tiếp tục lao ra cầm chân kẻ địch. Súng lục ở dưới mà đối đầu với súng ngắm ở trên thì không khác gì kền kền đấu với đại bàng. Tuy nhiên thả sống vinh còn hơn chết nhục. Đại Trung đứng lên liều mạng thì bị hắn cho ăn ngay viên đạn vào ngực. Ngay lập tức Giang Long đã liền bỏ đi vì nghĩ tất cả đã oằng và báo thù đã xong. Nhưng hắn không ngờ rằng Đại Trung vẫn còn sống nhan răng. Khi anh tỉnh dậy thì bác sĩ nói rằng may có đồng tiền này đã cứu mạng của cậu, thì ra đây là đồng xu mà cô con gái đưa cho và anh luôn bỏ vào trong túi áo ngực. Trong lúc tâm trí rối bời trước sự ra đi của đồng đội, Đại Trung giật lấy đồng tiền rồi liền đứng dậy bỏ đi với ý định báo thù trong đêm. Vợ anh đuổi theo thì không may khi qua đường đã bị một chiếc xe tông cho chồng vó. Kể từ đó, Đại Trung chỉ được nhìn thấy vợ trên bàn thờ mà thôi. 8 năm trôi qua, anh đã rời xa quân ngũ và mở một quán mì chú ở Thái Lan. Cô con gái kỳ kỳ năm nào nay đã trở thành một thiếu nữ cao lớn và hơn hết là vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, do thiếu sự quan tâm của cha nên cô bé đã va vào tình yêu quá sớm với một anh chàng shipper có tên Hạo Nam. Tối nay anh sẽ đưa em đi uống tà tưa, nhưng giờ hãy giúp anh đưa một gói hàng. Không màng đến mệt nhọc, cô nàng liền tốc biến đi ngay. Tới một sừng đồ chơi, Kỳ Kỳ nhận được một bưu phẩm trong chiếc hộp giấy, định giao ngay cho nóng, nhưng khi đi ngang qua nhà, cô bé thấy đại ca ra bột mì đang đợi nên liền mở cửa để nhập hàng cho cha. Đúng lúc này là bà hàng xóm đi ngang qua, ông thấy hai người vất vả nên liền đặt gói hàng của mình xuống rồi giúp một tay. Sau khi bê hết số bột mì cần nhập, lão bà rời đi nhưng lại cầm nhầm hộp giấy bưu phẩm của Kỳ Kỳ mà không hề hay biết. Cô bé cũng không để ý nên liền đóng cửa rồi đi giao hàng. Tuy nhiên Kỳ Kỳ không biết được rằng sừng đồ chơi mà cô vừa tới lại chính là nơi sản xuất ma túy lớn nhất Thái Lan. Bọn chúng giấu hàng trắng trong những con cờ bông đều chuyển đi mà ma không biết quỷ cũng chẳng hay. Kẻ cầm đầu đường dây này đó là tên chủ Mao Trạch Tây, không những có vây cánh ở khắp mọi nơi mà hắn còn thuê Giang Long về bảo kê cho mình. Thì ra 8 năm trước hắn không muốn chính phủ thu hồi miếng đất đang trồng cần sa ở Tam Giác Vàng nên đã cử đội quân khủng bố của Giang Long đi ám sát ngài bộ trưởng. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ở phía xưởng sản xuất ma túy, bỗng dưng tên đại ca đầu bò phụ trách giao dịch nhận được cuộc gọi từ ông chủ Mao Trạch Tây nói rằng: "Mày chơi bố mày à, sao lại gửi thuốc chuột cho khách vậy cha? Gói ma túy đó tao làm từ cần sa đã thành tinh trồng trên núi tuyết, nó có giá trị gấp 10 lần bình thường, hiểu chưa? Đại ca yên tâm, em sẽ kiểm tra lại." Ngay sau đó, đầu bò đã bắt đàn em đi tóm cổ cậu nhóc Hạo Nam về để tra hỏi. Tuy nhiên cậu ta cũng chẳng biết số hàng đó đang ở đâu. Sau khi bị dần trong một trận như tử thừa sống thiếu chết, Hạo Nam đành khai ra hôm đó mình đã nhờ người yêu đi giao hàng cho khách. Lập tức đợi khi Kỳ Kỳ đi học về thì bọn chúng liền tìm tới tận nhà. Ba thằng ác ôn lục tung căn phòng nhưng chẳng thấy hàng trắng đâu. Máu chó dồn lên não, tên cầm đầu dùng chiếc máy sấy để ép cung. Tuy nhiên Kỳ Kỳ cũng chẳng biết và còn đang ú a ú ớ lơ tơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thằng này không thèm thương hoa tiếc ngọc nên liền dí đầu nóng vào đùi cô bé. Sau đó Kỳ Kỳ bị tóm cổ lên xe để đưa về hang ổ. Lão bà chứng kiến cảnh này chỉ biết hô hoán chứ chẳng thể nào cản lại nổi. Một lúc sau, Đại Trung bán hàng trở về thì chỉ còn đúng cái nịt. Lão bà nói rằng bọn bắt cóc đi một chiếc xe tải, phía trước có treo chiếc dây chuyền hình mặt Phật. Biết rằng con gái chỉ có một thằng bạn là Hạo Nam, Đại Trung tìm kiếm xung quanh thì thấy một bức ảnh hai anh chị chụp chung với nhau trước cửa hàng chuyển phát nhanh. Ngay lập tức anh tìm tới nơi và hỏi ông chủ về tung tích của cậu nhóc này. Tuy nhiên lão ta ra vẻ khinh thường không thèm đáp lại. Chỉ khi Đại Trung dùng biện pháp mạnh thì mới chịu khai rằng Hạo Nam thường qua lại với mấy người ở xưởng đồ chơi cuối phố. Tới nơi, ông Bố phát hiện ra chiếc xe tải có treo dây chuyền mặt Phật thì nhận ra chính là bọn chúng đã bắt cóc con gái mình. Đúng lúc này, một thằng ra đuổi anh đi thì ăn ngay vài chưởng, xông vào phía trong, Đại Trung đánh cho tên thứ hai phải nằm phơi xác. Hai tên gác cửa thấy có động thì xông ra, ai dè ăn phải nằm đấm to như quả dưa gang. Nhanh như chớp, anh đã phang cho bọn chúng chặt cả khớp xương. Thấy một thằng có súng, Đại Trung lao xuống cho hắn đáp chiếu luôn tại trận. Để giải quyết nhanh lũ đàn em rơm rơm cản đường, anh tung hỏa mù rồi xông vào cướp vũ khí. Có hàng nóng trong tay, anh cho mấy thằng này biết một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Sau đó cho một thằng đập tay xuống mặt bàn, hai thằng đeo dọa mõm lừa lừa định móc súng cắn trộm nhưng Đại Trung đã kịp bắn vào bình ga cho chúng nổ banh cả háng. Tên đại ca đầu bò đang đánh chén mì tôm thấy có biến thì liền cử thằng đàn em sang xem sao. Ai ngờ Đại Trung đã lao vào khống chế, bỏ súng xuống không tao bắn cho nát đầu, con gái tao đâu. Trước lời đe dọa của Đại Trung, ấy vậy mà thằng đầu bò vẫn ung dung hút mì. Thả con gái tao ra nếu không thì chỗ này sẽ thành bãi tha ma. Đầu bò đứng dậy và nói, hộ bố mày cái coi. Vừa dứt lời thì tên đàn em trông vào. Tuy nhiên bọn chúng không biết rằng mình đang đối đầu với ai nên nhanh chóng cả hai đã bị cho ra bã. Ba thằng phía ngoài đột nhiên xuất hiện nhưng làm sao mà ăn lại được Đại Trung. Anh bắn cho chúng tung nóc nhưng hai thằng cóc ghẻ đã chạy thoát rồi còn đâu. Lao vào bên trong thì thấy còn mỗi cậu nhóc Hạo Nam, thì ra bọn chúng
đã đưa Kỳ Kỳ lên xe để tẩu thoát. Quá tức giận, Đại Trung định bắn nát gáo kẻ đã hại con gái mình. Tuy nhiên Hạo Nam khóc một dòng sông và nói hãy cho cháu một cơ hội. Ngay sau đó, ông Cảnh đã dẫn bố vợ tương lai tới gặp một tên đại ca mà trước đó Kỳ Kỳ đã đưa gói hàng cho hắn ta. Mày chán sống hay sao? Con gái tao đâu? Không quen, cút. Không nhiều lời, Đại Trung liền ra tay khống chế. Lũ đàn em thấy thế định xông vào nhưng bị Hạo Nam ngăn lại. Nói mãi mà thằng này không chịu khai, Đại Trung bực mình đập thẳng quả bia vào mồm cho hắn rụng hết cả răng ăn cháo. Ở phía bên kia, tên đại ca đầu bò mang cô bé Kỳ Kỳ tới bẩm báo ông chủ Mao Trạch Tây. Hàng thì không thấy đâu mà người thì đầy vết thương. Mày chán giống rồi hay sao mà làm mất hàng của tao? Em đã bắt được con gái của thằng đó. Khi Mao Trạch Tây đang ngó nghiêng thì bất ngờ có cuộc gọi đến, tưởng là tên thuộc hạ nhưng hóa ra lại là Đại Trung. Thả con tao ra không là ăn đòn. Con gái mày rất xinh nhưng không có hàng thì tao sẽ cho thành Tinh Tinh. Sáng mai mang Ma Tuế tới gặp tao ở bến cảng Bò Hoang. Nói xong hắn tắt máy rồi bảo về tên trùng khủng bố Xiang Long theo dõi thằng đó. Nếu thấy có gói hàng thì phải mang về đây bằng được. Ở phía bên kia, Hạo Nam nhảy số bảo rằng chú hãy kiểm tra camera xem sao. Lập tức về nhà, Đại Trung phát hiện ra lão bá đã cầm nhầm bưu phẩm ngày hôm qua của Kỳ Kỳ. Hai ông cháu lập tức phi tới nơi rồi mở gói hàng ra thì thấy bên trong là một con gấu bông. Quả không sai, ruột của món đồ chơi chính là gói bột mì trị giá hàng triệu đô la. Khi cả ba đang không biết nên báo cảnh sát hay làm gì lúc này thì tên trùng khủng bố Xiang Long đã vác súng ngắm đi tới. Không chỉ phát hiện ra bình ma túy mà hắn còn nhận ra Đại Trung chính là kẻ đã kết liễu vợ chưa cưới của mình năm xưa. Chưa chết thì giờ phải xuống mồ. Xiang Long nổ súng nhưng Đại Trung thấy chói mắt nên đã né được. Tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, anh nhìn qua kẽ hở thì thấy có kẻ mai phục. Đã thấy phía dưới còn có một đám định xông lên, Đại Trung nhanh trí đập chậu hoa vào tay một thằng để cướp súng. Biết rằng bọn chúng thừa tiền mua quan tài nên anh liền cho vài thằng này bốc mộ, cố gắng xuống dưới để thoát thân nhưng lại có thêm 20 tên xông lên chi viện. Một trận chiến mới lại diễn ra, đã thấy Xiang Long còn lừa bán lén. Tuy nhiên với thân thủ vô cùng nhanh nhẹn của mình, Đại Trung cũng chẳng phải ngán mù con thằng nào, hễ cứ lao vào là anh cho sấp mặt, thằng thì gãy cổ, thằng thì anh bổ cho một phát vào lưng. Vớ được con dao, Đại Trung đâm vào toàn chỗ hiểm để kiếm vài bát tiết canh. Lao bà thấy nhiều thằng vây quanh thì liền dùng bình cứu hỏa xả bột bụi mù. Không thể quan sát được mục tiêu, Xiang Long đánh quả liều xuống dưới đối đầu. Sau một hồi lâu giao chiến, cuối cùng Đại Trung cũng đã hạ được hết bọn này. Đen thay, anh lại bị Xiang Long lao xe tới húc một phát trúng bụng. Hắn rút súng ra bắn nhưng Đại Trung đã kịp thoát thân. Không bỏ cuộc, Xiang Long lệnh cho đàn em vít ga truy sát. Vào trong một con phố, Đại Trung cố gắng chạy vào bên hông để không làm bị thương người dân vô tội. Không may lao vào đống thùng hàng nên anh đành phải chuyển sang hướng khác. Thấy vậy, Xiang Long liền rút súng ngắm ra để bắn tầm xa. Đại Trung ôm một thanh niên lao ra nhưng viên đạn lại trúng vào đầu một người khác. Đúng lúc này cảnh sát Thái Lan cũng đã đến, Xiang Long nhanh chân đã đánh bài chuồn còn Đại Trung thì lại bị khống chế. Chẳng thể giải thích trước cái chết của người dân, đã thế còn phát hiện ra ma túy trong quần nên anh đánh cướp súng phản kháng. Bắn vào chân một cảnh sát, Đại Trung tức tốc bỏ chạy, tạm thời chưa bị lộ danh tính nên anh liền quay về nhà để chữa trị vết thương. Lúc này Đại Trung cũng nhận ra tên sát thủ hôm nay cũng chính là kẻ đã truy sát mình năm xưa và bắn chết anh em chiến hữu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh lấy thuốc súng ra đắp lên vết thương rồi châm lửa đốt để cầm máu. Đây là cách chữa trị Đại Trung đã học được trong quân ngũ mỗi khi không được đưa đi bác sĩ chữa trị kịp thời. Đúng lúc này, cậu nhóc Hạo Nam xuất hiện và nói rằng cháu muốn cùng chú đi giải cứu Kỳ Kỳ, dù gì thì chuyện này cũng là do cháu gây ra. Đại Trung tóm cổ và hỏi, cậu có yêu con gái tôi thật lòng hay không? Sông có thể cạn, núi có thể mòn, chứ còn tình yêu của cháu dành cho Kỳ Kỳ thì không bao giờ thay đổi. Nghe thấy những lời này, Đại Trung cảm thấy cậu nhóc này có vẻ chân thành nên đã đồng ý. Anh xé lớp giấy dán tường rồi lấy toàn bộ số vũ khí đã cất giấu 8 năm qua ở vách nhà ra để nghênh chiến, từ súng dài cho đến súng ngắn hay cả ống ngắm tầm xa, tất cả là để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Khi mà trời vừa mọc thì cũng là lúc hai ông con Lăng Cóc và Ma Tuế đến điểm hẹn. Để tiếp đón hai người, Mao Trạch Tây đã cho sát thủ bao vây từ phía. Cậu nhóc Hạo Nam được Đại Trung giao cho nhiệm vụ cảnh giới, còn anh sẽ tới công chuyện với bọn này. Nhận thấy bọn chúng quá đông, nếu nổ súng thì không khác gì đánh giám động cọ. Vậy nên Đại Trung quyết định sẽ lợi dụng địa hình địa vật rồi đánh giáp lá cà. Thấy có một thằng tiến lại gần để chuẩn bị giải quyết nỗi buồn, anh bảo cậu nhóc lùi vào lùm cây, còn mình bất ngờ xông ra chọc tiết. Tiến hành các bước tiếp theo, Đại Trung lèn vào phía trong, anh nhanh chóng cắt đứt gân chân rồi cho toàn thân tên lính này tê liệt. Hạo Nam báo tin bên trên có một tên đang thám thính tình hình. Đại Trung nhảy lên tóm cẳng rồi xử đề bằng một nhát dao, sau đó anh tiểu lý phi đao vào thằng đối diện. Tiến gần vào bên trong, cậu nhóc cũng nhanh trí áp sát bố vợ để hỗ trợ. Lúc này Đại Trung đã có thể sử dụng tuyệt kỹ của mình là bắn tỉa. Anh dìa mấy thằng trên sân thượng cho chúng nát cả bộ óc chó. Hạo Nam cũng làm được một chú ngon ơ. Cơ hội đã đến, hai thầy trò lập tức tiến thẳng về phía nóc tòa nhà. Tiện tay Đại Trung lụng vài khẩu M4A1 để cận chiến tầm gần. Ở phía bên trong, ông chủ biết rằng khách hàng tiềm năng đã đến nên liền cho đàn em ra nghênh đón. Tuy nhiên bọn chúng chưa kịp mò lên thì hai ông con đã xả súng xuống dưới. Đại Trung nhanh trí làm thêm quả lựu để dọn đường cho nhanh. Với kỹ năng chiến đấu thần sâu của mình, anh rình rình bắn cho bọn này tung váy. Hạo Nam chưa dùng súng bao giờ nhưng cũng tỏ ra khá ra gì và này nọ. Có thể nói hai người phối hợp rất ăn ý cho lũ cờ hó đi sang thế giới bên kia. Quá cay cú vì lũ đàn em ăn hại, Xiang Long lập tức vác súng ngắm lên tấn công. Không muốn con dê gặp nguy hiểm, Đại Trung đành phải chạy sang hướng khác để bảo vệ cậu ta.
Ra khỏi tầm ngắm của Sang Long, Đại Trung không khác gì đang bắt PUBG dí cho bọn này tới bến. Thằng thì lên bờ, thằng thì xuống ruộng. Thấy số anh em bị oằng quá nhiều, Mao chạy tay lôi Kỳ Kỳ ra giữa và nói: "Mày thì giỏi rồi, trả bột mì cho tao thì mọi chuyện xem như kết thúc, không tao bán bỏ mợ nó bây giờ." Vì sự an toàn của Bình Diệu Mơ, Đại Trung lập tức xuất hiện, nhìn thấy Sang Long đang trực cắn trộm phía trên nên anh đánh bung súng đầu hàng. "Tiền trao thì trao múc, may thúy của tao đâu?" Đại Trung lập tức móc ra ném cho bọn chúng, một tên lên thử độc thì quả đúng là hàng chuẩn. Biết rằng Mao Trạch Tây cùng mấy thằng này nhận được hàng cũng sẽ không tha cho mình, vậy nên Đại Trung đã lên kế hoạch từ trước. Khi Sang Long định bóc cò thì Hạo Nam lừa lao tới giết cổ. Nhân cơ hội này, Đại Trung rút súng ngắn ra bắn mấy thằng râu ria rồi chạy tới giải cứu con gái. Tuy nhiên Mao Trạch Tây đã kích hoạt quả bom gài trên ngực Kỳ Kỳ nên chỉ còn 1 phút là sẽ phát nổ. Hạo Nam thì chẳng ăn lại được Sang Long, may thay Đại Trung bắn vài phát thu hút hắn ta. Sau đó hai cha con nhanh chân tẩu thoát. Người mà Sang Long muốn giết là Đại Trung nên hắn liền tức tốc bám theo, đeo trên ngực quả bom, Kỳ Kỳ mặt cắt không còn một giọt máu. Quả này mà nổ thì hai ông cháu chỉ có đường chuyển hộ khẩu xuống nhà Diêm Vương, nhưng với kinh nghiệm bao năm chống khủng bố của mình, cái gì chứ giam ba quả mìn với Đại Trung cũng chỉ là muỗi. Trong những giây cuối cùng, anh đã cắt đúng sợi dây và làm quả bom bị vô hiệu hóa. Ông Bô gỡ ra quẳng xuống sông rồi tìm đường tẩu thoát. Ở phía bên kia, Mao Trạch Tây có hàng trong tay liền bảo Sang Long rút lui. Tuy nhiên hắn ta muốn đuổi cùng giết tận nên đã lập tức hành động một mình, bỏ mặc lại ông chủ. Ngay sau đó, Đại Trung đã cho Mao Trạch Tây ăn vài viên đạn kết thúc kiếp nạn này của hắn ta. Sang Long nghe thấy tiếng súng thì cũng biết rằng Đại Trung đang ở tầng trên, hai bên đang dình nhau thì bỗng dưng Mao Trạch Tây đội mồ tỉnh dậy, định bắn lén nhưng lại bị bên trong một viên. Thì ra đó là lão bá đã vác AK tới đây giải vây. Khi cả ba đang định lên con siêu xe bỏ trốn thì lão bá lại bị Sang Long bắn trúng ngực chết toi. Trước khi ra đi, ông nói rằng: "Các cháu thấy quả kính mới tậu của bác có ngầu hay không?" Nói xong, ông ngừng thở khiến cho Đại Trung vô cùng căm phẫn. Anh giao con gái cho chàng rể tương lai rời đi, còn mình thì ở lại báo thù cho lão bá. Nhanh chóng né đạn rồi tìm nơi ẩn nấp, hai bên quyết sống chết với nhau một mất một còn. Sang Long muốn xô sống Đại Trung nên đã bắn thủng cả thùng chứa xăng. Lợi dụng khe hở, Đại Trung dưng nòng ra nhưng đã bị phát hiện. Cả hai nổ súng thì đã trúng vào vai nhau. Lúc này Đại Trung thì nghĩ đến những người huynh đệ đã chết và kể cả lão bá. Còn Sang Long thì cay cú muốn báo thù rửa hận cho người mình yêu. Phong độ chỉ là nhất thời, còn đẳng cấp mới là mãi mãi. Cả hai đứng dậy đối đầu, Sang Long bắn trước còn Đại Trung bắn sau. Tuy nhiên viên đạn của Đại Trung đã làm đạn của đối phương chạch hướng, cắm đầu xuống dưới. Còn hắn thì dính vào giữa trán chết tươi nằm vật ra sàn. Viên đạn của hắn làm nổ bình xăng khiến cho Đại Trung ngầu hơn cả quả bầu. Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc, Đại Trung ra sở cảnh sát trình báo khiến vụ án mai thúy lớn nhất Đông Nam Á được triệt phá. Kể từ đó về sau, anh quay trở lại nấu mì để nuôi con gái, Kỳ Kỳ thì hạnh phúc bên anh chàng Hạo Nam. Qua bộ phim cho chúng ta thấy, ở đâu đó vẫn có rất nhiều người đang thầm lặng hy sinh xương máu vì hòa bình của nhân loại. Lũ tội phạm thì vẫn lộng hành ngang dọc, tuy nhiên những kẻ làm điều ác và chơi ma túy thì chắc chắn sẽ phải nhận cái kết đắng. Vậy nên hãy tránh xa cái chết trắng nha các bạn. Kỳ Kỳ thì đã có Hạo Nam, còn Mò thì chẳng có ma nào nhòm. Tóc em màu đen, tim em màu đỏ, lại gần em hỏi nhỏ, anh có thích em không? Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Pak Pak. Bye bye!